Bác sĩ dùng kem chống nắng gì mà da căng bóng vậy ạ? Đây, các chị hỏi Duyên là dùng cái gì mà da căng bóng đây ạ? Dùng cái gì mà da căng bóng đây? Đây là cái bí quyết của Duyên. Không bao giờ có thể là Duyên nghĩ là không bao giờ Duyên bỏ qua được nó nữa. Mấy tháng nay hơn năm nay rồi đó. Duyên dùng một lần 2 đến 3 tip. Một tip Duyên để ở nhà, một tip Duyên để ở văn phòng, một tip Duyên mang ở trong túi của ôi Duyên. Ôi. Là bởi vì sao? Duyên không dùng một tip là bởi vì là sợ quên. Ví dụ như là mình đưa lên văn phòng rồi, ở nhà quên đi đâu mình không có. Mình cảm giác là khi mà mình đánh và mình bóng, da mình nó cứ bóng, rồi da mình nó cứ đều màu, nó bóng, nó thích quá. Thế thành ra là nếu mà không có nó mình sẽ thấy thiếu. Kem chống nắng, nếu các chị muốn một kem chống nắng mà nâng tông này, che khuyết điểm này nhá, nâng tông nhá, che khuyết điểm nhá, đều màu da nhá, và bóng cái da nhá, đều màu da, bóng da.